Xin chào mọi người nha, lại thành dọn xe Vespa 3 đây. Thì hôm nay mình lên bộ yên điện và yên cơ cho xe Vespa 3 Rima nha mọi người. Rima này thì ốp full Supreme IS dần ngoài. Và giờ mình sẽ ốp bộ đang dàn điện lên, yên điện lên. Tại vì anh khách này là xe này xe kỷ niệm nha anh em. Xe kỷ niệm, xe làm nên ra tiền. Thành ra là anh muốn ốp full IS và IBS. Hiện tại mình đang lên yên điện, full yên điện nha anh luôn. Đó, khi mà mình hoàn thành lên nha mọi người, rất là dễ dàng sử dụng, mọi người chỉ ấn cái nút là nó sẽ ra. Mình đã lên cái chống mở luôn nha. Ý là ai ghét thì người ta mở, họ người khách hàng phải mở mới lên một nấc, người ta phải mở được cái cốp trước. Thì mình đã lên cho ảnh luôn ha, lên hết cho ảnh luôn. Sau thời gian anh sẽ lên ABS và làm máy lại 150 full ai ghét luôn. Xe làm điện này á, thì mình phải đi dây kỹ càng nha mọi người, quấn đồ này kia, mà mấy cái đường khớp nối mình mổ ra mà để mình đấu cái motor vô á, thì mình đều làm kỹ về điện hết nha mọi người, chứ làm ẩu là đi trời mưa á mọi người, nó xảy ra cái mấy tình trạng như là hở mạch điện này kia, nó rất là phức tạp. Thành ra là mình làm rất là kỹ. Thì nói chung là khách thì người ta cũng vui vẻ, nói chung là kỹ là được rồi mọi người ha. Thank you mọi người. Thì tiết kiệm xăng thì cái này mình đang lên bô IGS và cảm biến lớn IGS luôn nha mọi người. Mọi người thấy cảm biến lớn không? IGS và bô IGS luôn, nhưng mà xe vẫn xài Miu V3 nha mọi người. Miu G3 vẫn xài Miu cũ ha.